Các bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý vào trong ngày. Với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội như hiện nay thì đã có rất nhiều người dần trở nên nổi tiếng và dễ dàng tiếp cận với công chúng hơn. Và từ đó thì họ có một nguồn thu nhập tương đối ổn định nhờ chính sự tương tác với cộng đồng mạng. Và không những thế thì việc nổi tiếng trên mạng xã hội còn là một bàn đạp vô cùng tuyệt vời giúp họ bước ra khỏi thế giới ảo và trở thành minh tinh ở ngoài đời thực. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những cái tên như thế nhé. Thứ nhất, Nam Xanh. Nam Xanh tên thật là La Tiểu Y, cô gái từng gây bão với bộ ảnh trong trang phục nữ sinh thời dân quốc. Không những vậy, cô cũng được biết đến là một trong những hot girl đầu tiên phát triển theo con đường diễn xuất. Người đẹp từng góp mặt trong bộ phim Bán Yêu Khuynh Thành của Vũ Chính và loạt phim như là Kiến Trấn Kỳ Duyên, Sở Thừa Truyện, Thiên Lệ Truyền Kỳ, Phượng Hoàng Vô Song. Kỹ năng diễn xuất của cô nàng thì không đến nỗi tệ, cộng thêm nhan sắc xinh xắn trong trẻo cũng khiến người ta nhớ đến. Thế nhưng ở thời buổi bây giờ chỉ có một chút xinh đẹp, một chút diễn xuất thì chưa đủ để làm nên cho chấm gì. Chính bởi vậy mà Nam Xanh mới vừa nổi được một thời gian đã vội vụt tắt. Thứ hai, Trương Dư Hi. Cũng giống như Nam Xanh, Trương Dư Hi ban đầu không xác định theo con đường diễn xuất mà vốn là người mẫu thời trang. Sở hữu thân hình mảnh mai, gương mặt lai tây, xinh như búp bê nên cô còn được biết đến là một trong những hot girl có lượt theo dõi nhiều nhất nhì trên Weibo. Người đẹp còn được chú ý hơn cả nhờ mối tình với đại gia Vương Tư Thông. Theo truyền thông xứ Trung, cũng nhờ thế lực của tình cũ mà cô có cơ hội gia nhập làng giải trí. Thế nhưng để tồn tại được trong giới nghệ sĩ này, nữ diễn viên cũng cần phải nỗ lực rất nhiều. Còn nhớ hồi năm 2016, mỹ nữ họ Trương đảm nhận vai chính Lâm Tinh Thần trong Nàng Công Chúa Tôi Yêu và trở thành hiện tượng mạng xã hội. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm, nhờ sự chăm chỉ của mình, Trương Dư Hi cũng dần khẳng định tên tuổi, gạt bỏ cái mác diễn xuất bình hoa di động. Bằng chứng là những năm vừa qua, cô liên tục góp mặt trong các dự án lớn như Không Thể Ôm Lấy Em, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Đẹp Trai Là Số 1, Mộng Tỉnh Trường An. Thứ ba, Tôn Di. Mọi người biết đến Tôn Di khi cô đã là gương mặt quen thuộc trong hàng loạt phim như 15 năm chờ đợi chim di trú, Ban Thục Truyền Kỳ bởi vì được gặp em, Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Lương Sinh Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương. Do vậy mà khi đọc được thông tin về sự nghiệp của Tôn Di, chúng ta cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra cô cũng từng là một hot girl nổi tiếng, từ cái thời mà mạng xã hội chưa phổ biến như hiện nay. Cơ duyên bất ngờ giúp cô có cơ hội góp mặt trong Mị Nguyệt Truyện và thành công của vai Mị Giao đã đưa cô trở thành diễn viên được nhiều người yêu thích. Hiện tại thì tuy dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, nhưng các bộ phim có sự góp mặt của Tôn Di vẫn được khán giả chờ đón. Thứ tư, Bạch Lộc. Cũng tương tự như Tôn Di hay Trương Dư Hi, Bạch Lộc xuất thân là một hot girl mạng. Cô thậm chí còn suýt trở thành thần tượng nếu như may mắn được SM nhận làm thực tập sinh. Sau khi cánh cửa trở thành thần tượng của Bạch Lộc chính thức khép lại thì thật bất ngờ, cánh cửa diễn xuất đã mở ra với người đẹp. Cô gia nhập Hoan Ngu và lọt vào mắt xanh của Vũ Chính, được lăng xê hết mực. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Bạch Lộc phải kể đến như là Chiêu Diêu, Thế Giới Nợ Tôi Một Mối Tình Đầu, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Thứ năm, Tống Y Nhân. Khác với những mỹ nhân kể trên, Tống Y Nhân lại được đào tạo bài bản về diễn xuất ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã góp mặt trong một số bộ phim như là Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiệm Cà Phê Hẻm Số 6. Thế nhưng khi đó, nếu nhắc đến cái tên Tống Y Nhân, người ta chỉ nhớ đến biệt danh Nữ Thần Đồng Phục, bởi cô từng gây sốt với bộ ảnh mang tên Gửi Thời Thanh Xuân. Chính nhờ hình ảnh xinh tươi trong trẻ đó mà cô trở thành lựa chọn số 1 cho kiểu vai chính đáng yêu trong Tương Dạ Thời Gian Dạy Anh Cách Yêu Em Nhìn Thấy Mùi Hương, Em Là Điều Tốt Nhất, Tôi Độc Thân Dựa Vào Thực Lực. Tuy nhiên thì danh tiếng của Tống Y Nhân dường như chưa cân xứng với nguồn tài nguyên của cô ấy. Thứ 6, Triệu Lộ Tư. Một cái tên đang lắm mưa làm gió trong làng phim ảnh xứ Trung suốt những năm gần đây chính là Triệu Lộ Tư. Ngay từ khi còn học cấp 2, cô đã là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài trong sáng ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gái có biệt danh là Hot Girl Thanh Thuần không hề có ý định thi vào trường điện ảnh. Thế nhưng cơ duyên đã giúp cô có được vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Với xuất phát điểm khá tốt cộng thêm hậu thuẫn vững vàng từ gia đình, Triệu Lộ Tư chính thức rẽ sang lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm, trong đó phải kể đến như là Manh Thê Thực Thần, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Những tưởng Triệu Lộ Tư sẽ mãi đóng khung với kiểu nhân vật đáng yêu thì thời gian gần đây, nữ diễn viên đã cải thiện không ít về kỹ năng để thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Khán giả bắt đầu thấy được sự chuyển mình của nữ diễn viên sau Yêu Em Từ Dạ Dày và mới đây nhất là Trường Ca Hành. Vâng, trong số những diễn viên xuất thân từ hot girl mạng trên đây thì bạn ấn tượng nhất với ai? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.